Rồi đây là buổi sáng chủ nhật sau một đêm tưng bừng thì bây giờ dậy là mọi người ăn sáng này nọ rồi sẽ chuẩn bị chạy qua nhà anh Michael. Hello chị Lan. Chào né vậy? Chào fan cái đi. Đây anh Ken nè, anh Sam, anh Đức. Đầy đủ hết. Tôi thứ hai nha mọi người. Dạ. Đèn ăn anh để cho mau lớn. Tại vì mới lớn à. Bởi vì ăn nhiều rồi mới lớn được. Anh ăn tô thứ hai rồi nha mọi người. Đó mà cả bỏ đấy. Đây thần tượng mọi trẻ đang ăn bánh cam. Đây Sean Di dở vậy đầy đủ. Anh Đức chưa dậy luôn. Anh nói gì? Anh bỏ bánh cam rồi anh gấp anh ăn luôn. Cam. Bánh cam. Ăn luôn hả? Không thử thôi. Anh ăn dở mà. Bỏ thiệt. Thiệt luôn hả? À nói ăn bánh cam với bánh canh luôn. Ăn bánh cam với bánh canh luôn. Đi chơi ra lại lên đồ YouTube, ăn. Trên YouTube bất chấp luôn. Hương nó hư quá không cho mua đồ ăn. Bởi vì ăn bánh canh với bánh cam nó hạp. Cái ngọt cái mặn quất luôn. Ghê thiệt. Bây giờ anh em đủ trong thời gian chờ đợi cuốn bài để gỡ hại kìa. Anh Sam có hai bộ bài mới luôn kìa. Anh Long. Anh Long cũng đã dậy. Đây bà chị nấu bánh canh rất là ngon nha. Đó hai chị. Bánh canh rất là ngon. Đây chả cá tự làm ở nhà luôn, ngon lắm. Ok, tại thì 3 giờ rồi nha. Ủa? Bây giờ mọi người chuẩn bị chạy qua nhà Michael đây. Sáng giờ cũng ăn sáng rồi bắt đầu đánh bài sơ sơ. Qua nay mình chia bài ăn, mình không quýnh mình chia bài cũng được 300 mấy tiền sâu. Rồi mọi người chuẩn bị chạy qua nhà anh Michael đây. Anh Út chạy từ nha anh Út. Thì xe có nhiều gà. Đập hơn chút xíu thôi. Bắt đầu chỉ đập nhiều rồi, cảnh nát nó dịnh như hôm qua nữa, khổ nữa. Cứ mời mình hoài. Rồi anh Nghĩa thì lát nữa ảnh qua sau. Rồi mấy anh em đi trước. Rồi tạm biệt anh Nghĩa nha, lát gặp lại. Nghĩa đang chờ vợ về mới đi chung. Rồi anh em khởi hành đây, từ đây chạy qua bên nhà anh Michael 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà đi theo dàn Lambo này chắc khoảng 1 tiếng 15 phút tới. Lần thứ hai tới nhà anh Nghĩa rồi. Giờ là anh Đức với Candy đang dẫn đầu. Ở sau là 4 chiếc nữa. Đúng rồi. Là đang đi qua bên nhà anh Michael, ngôi nhà lớn nhất của anh em trong team, theo như lời mong ước. Đã hứa chứ ẩm ướt vậy. Đang chạy trang này tốc độ đang rất là bình thường, như trong bình thường. Ok, quốc nha. Tí đang chạy tay, vừa chạy tay vừa quay. Quá tờ xe tải tính qua. Xe nấu bình đất. Em quay nha. Thôi mày quay em nhức đầu à. Đấy thôi. Xe tải nó xém qua là nó ốp anh Đức rồi. Sao anh Đức xin lũi vô lề. Lên đây có cái video đó hồi cho anh Đức coi. Anh Đức có né không nãy? Anh Đức đâu né? Không, anh Đức đâu biết đâu nè. Anh Đức đang đi bên hông đó. Xe Sean với ông ấy trên này ta. Đức sợ quá, anh lùi về sau rồi. Để em lùi bước về sau để thấy rõ hơn. Rồi xong, cảnh sát đã vô xe, không biết sao đây. Sao đâu? Kịch 110 mái thôi. Chạy lên không? Không, nó vô xe. Ung quá, cái nó kêu ghê sao ha. Ờ, cái đó là bắn đồ. Chết mẹ nó ra tí rồi. Ra hả? Ra lên tí. Xích beo vô nha. Đã anh chạy nhiêu? À, 80. 80 mà, này đường này 70 mà, sao bắn? Để coi, cái nó quên đi tí. Vâng, cảnh sát đã lên. Trong vải nó thấy xe đẹp quá, nó muốn ngừng lại chụp hình anh tí ơi.
kịch thôi, trăm mấy nhiêu tổn thời gian. Anh Tý chắc chưa lên nó đang lên. Anh Tý chắc luôn lên được đó hả? Lên đó kêu Long chạy sát mình đi cho khỏi vô. Không biết ai ta, để coi chiếc nào ta. Giờ nhá đèn rồi, nhá đèn rồi. Anh Đức hay ai rồi? Nhá đèn rồi. À, anh Đức với mày Tý. Thôi nhá đèn chiếc nào á? Anh Đức. À, Vinh nữa hả? Vinh Đức hả? Rồi anh Đức mày hên quá. Ngừng lại giờ không? Hỏi lần nữa mình chờ. Rồi anh Đức chờ rồi. Rồi xong. Bị dính hoài vậy trời. Tại vì nếu mà chờ trong chừng nó lên nó bắt anh nữa, em hiểu không? Tại nó bắt nhiều chiếc nhưng mà nãy anh không bị, tại anh bị xóa rồi. Vâng, anh Đức được nguyên combo luôn, hôm qua ăn cái hôm nay ăn cái. Mọi người vẫn đang đứng đợi. Ý, ý, ý. Anh Út điên. Chơi kỳ anh Út. Đứng đái nút. Rồi tới nhà Michael rồi nha. Trời bên đây cũng chà bá luôn kìa. Mà bên đây là nhà Pháp Minh. Ủa cảnh sát của ta. Ờ ừ, cảnh sát kìa. Đâu cảnh sát đứng này nè. Đó. Hello Jubilee. Hello Jubilee. Đây vô này là cái biệt thự rồi chứ nhà gì đó. Damn. Anh Vinh ra đón. Trời ơi, giống như đi bước vô khách sạn gì có thảm đỏ nữa kìa Tí ơi. Trời không được. Ron không được đầu trước rồi. Đây là nhà anh Michael nha. Ông nhà ơi, chứ mình kìa. Hi Michael. Thank you. Thank you for coming out. Yeah. Nhà đẹp quá anh ơi. Thank you. Yeah, đúng thiệt. Anh xây luôn căn bên đó hả? Không. Anh nói đồ nhà đi. Hai anh. Khỏe không em? Tỉnh chưa? Hôm qua nghe nó uống rượu dữ lắm mà. Đến 6 giờ sáng luôn mà. Vậy nữa? Không ngủ luôn. Không ngủ. Giờ là đi ngủ hay là giờ chơi? Giờ chơi. Check in đâu vậy anh? Check in vô trong không? Để xe anh Kenny. Cũng là dàn xe hôm qua. Ồ, oh, nhà đẹp quá đẹp. Một lát chỉ go over với anh Vinh. Còn đây là anh Michael, anh chủ nhà. Hello anh. Dạ, chào. Chào anh. Welcome. Dạ, để em đi sơ cái nhà cả nhà anh Michael. Ok, tự dạ. Nhiên vậy ha. Dạ. Cũng đi chỗ nào cũng được hết á. Dạ, ok anh. Michael, cái dây á, có luôn. Kenny. Có dây ở đâu em chẳng biết đâu. Đây là anh Vinh. Hey, what's up em trai? Welcome yeah. Back. Dạ. Yeah. Còn hơi tê tê chút xíu. Tê tê chứ hả? Nhộn qua tới giờ hả? Dạ. Yeah. Thì okay. Lâu lâu có ngày enjoy mà anh phải xử chứ. Hay là any question first đâu à? Dạ. Như anh để anh Vinh giới thiệu nhà đây chứ mất công ta tưởng nhà của anh Vinh nữa. Nãy có quay nhà Michael rồi. Vinh chưa đâu hả? Để em đi xíu hả? Anh đi, à, đi trước chứ. Dạ. Ok anh. Quay biết đường đi không? Thì từ có GPS không? Là anh chị đây nè. Cái hồ cá đây là 2.000 gallon, chừng 8.000 lít nước. Wow. Thêm nói cái hồ cá lên mấy người biết đó là cái hồ cá đây là 8.000 lít nước. Thấy đây thôi, tất cả những ở dưới khi là dưới một cái biển có nguyên một cái phòng là nước lọc hết. Cái đường xuống quầy. Dạ, ok. 2.500 gallon đó nha, là 10.000 lít nước. 2.000 wow, lít. Thấy nó nhỏ quá hà. Wow, hồ cá đẹp quá. 10.000 lít nước. 2.000 mấy gallon đó nha, cái biển luôn. Trời ơi là trời nó bự. Này mình vô mình bơi được luôn á. Đẹp quá. Anh này đầu bếp Nhật Bản. Anh đang làm món oyster đó. Món có miếng vàng ở trong nữa. Này vàng thiệt đó nha. Ăn thử nè. That's good. Try man. You cook only when you eat it, man. No way. Fine. Do quality check. Bradley, go. Cô làm tình cảm vậy hả? Ừ, mình đi sau cùng cũng được. Hai thằng nắm tay luôn đi. Okay, hold your hands. Hold your hands.
in the line guys. Right here. Get in line. Oh nè, đứng đây được nè. Đó. Xong xong. Ờ đúng rồi đó, mày trước tân đi. Phải cho thấy hình luôn chứ hả? Đó. Rồi, bước vô rồi. Yeah. Hello, hello, hello. Hello, em welcome again. Oh, welcome yeah, again. Hey, single, welcome single. Yeah. Oh, what are you doing here? And with you. Okay. Say hi, yeah. Yeah. Hello, John. Hello. 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 Yeah, đây, đây, đây. Thank you. Thank you. Ở đây có cục nước đá đang chảy. Số 1. Wow, nguyên cục nước đá luôn nha, Anthony Vince. Đứng trước rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng quá đẹp. 1, 2, 3, rồi. Honey, người đâu? Đây. Không có thấy được. Đây là sushi nha. Wow, đẹp quá. Bữa nay mình bốc ăn hả chị? Vậy hả? Đỡ đừng để đợi nó không thấy mình lấy nguyên cầu thang mình đi luôn. Mình lấy nguyên cầu thang. Nè nè, nguyên cầu thang mình cầm đi luôn. Hi Sơn fan. How are you? Đẹp trai quá. Trời đẹp trai thường thôi. Trời ơi lại nữa là nghe nóng chân nữa. Bây giờ đẹp quá. Bị dạy cho ai muốn nè. Hey, nhà anh Michael. Oh, you're not Vietnamese. Oh, no. Okay. Yeah. With the car. Not, we talk that. Vietnamese. Most of the fan is Vietnamese. Nói tiếng Việt đi. Yeah. Deputy sheriff. Cảnh sát. Yeah, thì cảnh sát thôi. Đứng canh giữ nhà anh Michael. Bữa nay big party here. Yeah. I said, how many? Three. I saw three. Nay nhà anh Michael right là now. Mướn cảnh sát bảo vệ luôn. Mướn cái xe. Green and drive. Green and green. Yeah. Phá hoài. Yeah. Đây là xe cảnh sát nha. Thường sheriff này á, sheriff này là nó làm sheriff là như the sheriff is mean that you can catch on the highway, right? On highway and stuff. We don't usually go on the highway too much, but just the county. County. Just the county. Township, Michael Township, Springfield Township. Giống như là phường xã. Phường xã. Chứ không được là thành phố. Phường xã quận. Phường xã quận. But you can go any city, right? No, just in the county. In the county. In the county. Phường xã với quận thôi đó. Oh. Trong vòng vòng thì thôi đó. Xe đẹp quá ha. Ừ, về cảnh sát. Ừ, ghê. Cái này bữa nay anh Vinh anh tổ chức cái tiệc birthday anh Tý, anh Vinh với lại anh Michael với lại anh Đức. Bốn anh em bữa nay là birthday giống nhau luôn. Cùng tháng. Luôn cùng tháng. Lên nhà anh Michael là từ chỗ anh Tý mới đi ăn tiệc ở bên mở tiệm bên Parkway xong chạy xe qua đây 2 tiếng nữa. Đó, nhà anh Michael đó. Đó. Nãy giờ Sơn nó quay cũng banh rồi. Này đâu phải nhà, này là cái gì á. Theo như dinh thự hay gì á. Ngày xưa giờ cứ nói nhà anh Michael nhà này là để anh tí coi. Nếu mà tính đất với nhà luôn là 6 mẫu á. 15 acre của Mỹ. Anh chừng 6 mẫu. Cái nhà khoảng 3.000 mét vuông. Đúng không? Thì 3.000 mét vuông cha. Hồi nãy anh Vinh nói 15.000 mét vuông hay hơn cái trong nhà không? 15.000 square feet. 15.000. Ôi vậy hả ồn rồi. Nói chung là bự quá. Đây xe anh Nghĩa. Hello. Xe Nghĩa, những xe mà tới ăn tiệc nè, đó CD AMG 63 luôn. Đây xe của bạn, Mai. Mai hả? Bạn convertible bạn luôn. Hurricane. Hurricane convertible đẹp quá vậy? Đẹp. Vì sao anh Tý không nói em lấy chiếc này nè? Tại nếu mà lấy chiếc này xong là mình cũng mua Aventador à. Ôi dạ, chạy chán hơn hả? Không, chạy nó đầm, nó nhẹ hơn nhưng mà nó không ra lửa hay là khá hai màu giống nhau ha. Nó không ra lửa luôn hả? Ừ. Làm ra lượm được mà chiếc này 200 mấy lấy không? Xí. Cái này xe của Long. Xe Long Trần. Xe Long Trần. Này xe của Kenny. Mấy này mấy hôm nay quay các bạn coi là chắc quá rồi. Ồ. Cải điên vòng lại cho nó vui chứ. Ừ. Quay xe á cha. Quay xe đang quay xe, này xe đớp. Xe đó xe Kenny ở Michigan. Mấy bạn coi cũng chán hết mấy chiếc này rồi. Sơn á. Ờ. Cái này xe của Sean. Xe của Sean, hai anh em Sean Duy. Cái này
xe Úc Điền, xe Úc Điền. Xe anh xem. Xe anh xem. Bọn này khỏi nói biết xe của ai rồi. Này xe chở bò của anh Tý. Này xe chở bò. I8 cũng đẹp quá ha. Mà chạy bằng chạy bằng bình. Wow. 6 con số 8 luôn bảng số. Này xe của Kenny. Kenny anh về rồi. Đó, còn này là xe anh Vinh. Anh Vinh chiếc này, hai chiếc này của anh Vinh. Hai chiếc kia của anh Bradley với Michael. Michael đó. Còn Michael có một chiếc hả anh Tý? Michael. Thì những người mà người ta về nhà cửa, nhà bự thì không có xe, đời nó vậy. Còn như anh Tý thì xe nhiều nhưng mà không có gara. Đó, thấy không? Mình có tiền mình mua nhà nhưng mình không có tiền mua xe. Còn người có tiền mua xe không có tiền mua nhà đó. Này gara thấy không? Hai bên không gara. Để mình đồ chơi thôi đó. Đừng chơi, đừng chơi thôi. Ok, bây giờ Tyler Ngô bước vô thảm đỏ nè. Thảm đỏ nè, đó. Ghê thiệt. Đó. Vô. Can I have Bud Light? I don't have I'm just I'm just kidding. I know where it is. Okay. Thank you very much. Thank you. So, well, have one thing. One for you. Like it, yeah. Đó, quay cho mấy bạn thấy Mỹ trắng nè. Đó, bạn hỏi hoài à, đó, quay đó. Chứ mình không phải quay cho mình đâu nha, vợ mình la mình á. Thank you. Thank you so much. Đây, con cá. Con cá này con cá nước biển, con cá đây là Tý nghĩ 10.000 lít á. 10.000 lít nước, hồi nãy anh Vinh có nói 20.000 gallon. 10.000 lít nước là cái hồ này dưới luôn, nó có cái hồ để xuống dưới, ở dưới cái nhà là nuôi hồ xong nuôi rong lên đó. Ghê hả? Đó, ồ. Mẹ. Đi khui đi chứ. Tí đi từ đâu? Khui à? Không biết đi từ đâu luôn á, thôi kệ đi đại đi, lạc rồi thôi. Thôi cái đó tao của anh Mai. Dạ, chào chú. Đó, nhà này thì hết bao nhiêu phòng thì Tí biết, vui luôn nha. Trời ơi, cái restroom mở đèn lên. Ủa, restroom sang quá. Trời vô tự động mở luôn. Không cần đèn luôn, ghê. Ê, không cần công tắc. Vô cái sensor đó, phải vậy chứ. Ghê. Đóng lại là tắt luôn. Ghê. Không, đóng lại sao tắt được. Tắt luôn. Nó màu hồ là giống như đó. Nên phòng tại bữa nay mấy em đây khách ở đâu á. Đó, mà tủ dậy. Vậy. Cái này đường này xuống basement, giờ đi lên lầu trước đi ha. Đi không biết đi đâu trước luôn. Wow. Ghê. Tất cả các cầu thang này là lót đá hết nha mấy bạn. Giống nhà của anh Vinh á. Đây. Bằng đá hết. Wow. Này trên phòng ngủ. Đây phòng thờ. Thờ. Thờ Phật Bà. Mẹ. Ui. Trước ui đó. Phòng ngủ, một phòng ngủ. Ui. Này tủ điện. Cái kho thôi hả? Ờ, có cái nệm chổng. Ui bên này mở cửa. Ô, đang bên ngoài phòng, bên này phòng. Phải gõ cửa trước cha. Ờ, cửa trước thôi. Ừ, mình sẽ đi người ao kho đi hết rồi. Phòng. Restroom. Trời ơi, cái phòng nào cũng có cái đèn chùm đẹp quá trời luôn. Này office. Cái này vừa phòng vừa office luôn tại chắc chưa gọn. Ờ, phòng office. Phòng này chắc phòng chơi nè, cho nít chơi. Anh mấy đứa con, anh Michael mấy đứa? Hai đứa, hai vợ chồng, hai đứa con rồi đó. Ồ, vô. Hai chồng, hai con ở cái nhà 30.000 mét vuông. 15 phòng. 15 phòng ngủ. Tại nhà Michael bên kia có cái xưởng, hãng xưởng nữa. Nhiều lúc mấy người thợ hay mấy người làm ở thợ. Nhà 4 người, 15 phòng ngủ. 8 cái bedroom. Đồ cửa. Đây phòng. Phòng ngủ tiếp. Phòng ngủ tiếp. Phòng trắng đẹp quá, nhà phòng trắng nhìn sang trọng quá. Hồi tiếp bên này. Phòng này phòng office nãy nhìn qua đó phải không? Phòng nãy mình nhìn qua. Đẹp quá. Hai bà Hương. Nãy phòng để đâu một phòng nhiều quá. Phòng ngủ luôn. Ôi, cái này hai phòng nữa hả?
Phòng đẹp à? Nhìn đẹp quá. Phòng tắm trong luôn. Tại mấy đây là khách tới tới đông lắm. Lên phòng nào khách ở cạnh cái cửa trước. Đó cũng phòng luôn. Wow. Phòng này chắc không biết qua luôn. Đẹp. Đây cũng phòng luôn. Không biết nhiêu phòng nữa nha. Phòng đây nữa. Đó. Phòng đây nữa. Chắc phòng này chắc của con rồi, TV có computer kìa. Computer, game viết quá trời. Đây nữa, trời ơi, sướng. Phòng ngủ không. Ồ. Ghê thiệt. Rồi, mình xong trên lầu rồi phải không ta? Chưa, còn bên kia nữa mà. Đó, mình đi qua đó nữa. Mình không nãy đi qua bên đây rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Giờ đi xuống nhà. Xong. Xong trên lầu rồi nha. Cái này là cái cung điện với cái nhà gì ta. Cái đó đi rồi, hồi nãy phòng khách ở phòng cô ông ngồi á. Đi rồi hả? Ờ đi rồi. Bây giờ qua bên này basement ha. Thẳng xuống đi trước đi, thẳng xuống. Bên này đi. Bên này chưa đi nhặt đó. Ghê vậy? Ủa. Đây, thôi. Ê, cái gì vậy? Quá trơn đi. Hello. Con ảnh hả? Ừ. Này chắc phòng của ảnh quá hả? Phòng của anh Michael hả? Wow, nice. No party. Yeah. Ê, sơn quá. Thấy ba phòng nữa. Dạ, vui nha. Wow. Phòng ngủ tiếp. Oh, wow. Rồi phòng đó chắc của ảnh chỉ vậy đó. Đây, một con phòng. Phòng đó chả báo luôn. Này chắc ra gara hay là phòng này ta. Thì ra gara. Ồ, gara. Đó. Thì nói chung gara thì xe đó vậy thôi. Trời ơi. Là chiếc này của ảnh chỉ luôn hả? Ờ, mình cũng có gara. Honda với Lexus ha, bình thường ha. Ủa, cái gara đẹp sạch có kìa. Ờ, gara nó bự. Này để tí là coi như là gắn thêm ba cái trên nữa hả? Ừ. Gara bự đẹp cái ta. Làm đừng đồ nghề. Wow. Wow, không có gì hết. Mày hiếp. Ừ. Và đẹp không? Ừ. Quá dữ. Tí đi nãy giờ mỏi chân rồi nha. Em cũng mỏi rồi. Xỉn mỏi chân rồi. Video này thì lúc mà pop lịch lên là xong rồi. Nên là tí không ngại, tại vì anh tí không thích mấy ngày bớt đèo người ta chúc mừng ở trên Facebook còn nhiều lắm. Đó, không có công. Tí đi đường nào ra. Xong rồi, giờ đi xuống đây đi. Đâu còn cái gara bên hông này nữa. Không đi ra. Cái gara bên hông này nữa. Cái gara bằng sơn cái bia rượu á. Ồ, cái đó cái bia mình. Đâu. Nhớ là lúc vô nhà phải hay. Chờ cái chìa khóa mình. Xe hả? Ờ, đi xe. Ồ, xe. Để mua lên. Ồ, ok. Phòng chơi game của mấy đứa nhỏ. Nhặt đồ. Mèn nhà mà hai máy giặt hai sấy giống tiệm quá hả? Đây vui. Còn ngủ nữa hả? Đó. Rồi ngủ xuyên qua kia rồi. Phòng coi phim. Ồ, coi phim. Sao nó không kính ta? Nó phải kính mới. Coi phim. Coi phim nha. Anh tới nghỉ chính. Tia room luôn. Phòng này phòng phát phim nha. Trời cái con. Sao để vậy ta ha? Ờ chút xíu. Okay. Ờ đúng rồi, để cái này nè, để máy chiếu. Ok. Đây. Đó. Ờ, trời ơi, đó. Ghê. Đứng này giống như nhìn xuống là trời ơi. Ghẻ khóc. Ghẻ vợ với người ta, với ghẻ người ta khóc. Nó chuyện đây. Chuyện này chị Khánh vợ anh Michael đó, anh chủ nhà đó. Chứ cho bà chủ nhà lên sóng luôn. Nổi tiếng luôn. Trời ơi. Hello anh. Phải không? Dạ. Đây. 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 Xuống bay mình nha. Xuống này lấy bia uống tí ơi. Có bất lại là only one place. Bây giờ là chỗ này là anh Michael là làm chỗ đậu xe. Chứ không phải đó mà làm đó. Ồ, để đậu xe trong đây hả? Ồ, đậu xe mà làm gạch bông uống vậy ta? Cái này là cái gara mà. Wow, cái basement là cái gara. Damn. Đó,
Cái đó là cái gì anh Tý? Anh Tý? Cái đó là cái gì? Cái phòng gỗ là cái gì? Cái phòng anh Tý nghĩ là để đựng rượu. Rượu như phòng nhà anh Tý á. Mà chưa xong phải không? Dạ yeah. Mè. Cái bay mình bự cái nhà quá trời. Mấy phòng này gì ta? Mấy phòng này là mấy phòng luôn á. Phòng ngủ luôn á hả? Ý, có phòng giặt quần áo, cứ giặt quần áo nữa kìa. Trời ơi, cái sao? Kì như vậy mình giặt quần áo trên đây, trên lầu giặt quần áo nữa. Đây phòng ngủ. Ồ, phòng ngủ nữa. Wow. Vậy là chắc một người ở dưới đây luôn rồi đó. Đây phòng ngủ nữa nè. Wow. Lấy hai lòng bắt lại thôi. Ở trong bò này hả? Ừ, có này có only one, one here có bắt lại thôi. Lấy hai lòng em khát nước. Anh Tý nói với đề để đậu xe nha các bạn, chứ không phải là để chơi. Ghê. Đây thêm con ghế nữa cho các bạn nè. Chứ không phải cho mình nha, chứ mình với anh Tý không có thích nha. Khó thôi. Không tận dụng hết ha, không có trường. Anh Michael là anh con Jackson á. Anh Michael là người mà xây tiền với anh Vinh á. Đó. Ôi xây đá hết rồi ghê. Này là chỗ giặt đồ nãy nè, em nhớ. Hello. Phải không? Đấy. Trời, gara nữa. Ủa, mình tìm đó là gara bên hông hãng sân. Ờ, gara bên đây. Mình còn hai cái gara bên hông nhà vô á. Ai phá vậy ta? Mấy ông màu màu quá. Ừ. Lâm bồ tối ngày đẹp bồ nghe chán luôn. Đó. Đó, này gara đi ra đó. Man. Cái này cạnh tí là đậu thêm được hai chiếc xe nữa. Ồ, ghê ở trên cái xe. Bữa nay thì đại bất đầy là mướn nhà hàng về nó nấu cho mình luôn. Oh. Đem đồ nó nấu luôn. Bên cái kho nữa. Đó. Cái kho cho thợ đồ ở hả? Kho của mình đó. Ờ, đất sau của mình đó, luôn. Đất sau của mình đó, kho rồi đậu xe đó thấy không? Ghê thiệt, Michael ghê thiệt. Ồ sao? Lobster? Yes. Nè, look good. Ồ, đang nấu lobster tí ơi. Lobster này nha, tôm hùm á. Sao bạn thấy lobster cái thứ muốn quay phim luôn. Đây chả giò. Đi thôi em ăn rồi, ăn đi ăn. Giống như là ở Mỹ rất là nhiều người giàu. Anh Tý là chẳng qua là có bao nhiêu tiền Tý mua xe, anh Tý thích xe thôi. Thiệt ra so với những người khác anh Tý không là cái gì hết. Đúng rồi. So với Mỹ hay Việt Nam là anh Tý là thương. Thì nhìn lên không ăn mình mà nhìn dưới mình cũng không bằng ai luôn. Không bằng ai luôn. Đó mấy ghệ bị trắng cho bạn coi chứ phải mình với anh Tý đâu nha. Mình với anh Tý có vợ rồi. Nói lần thứ ba rồi đó. Đó. Tân nó ngại lên sóng, nó sợ nổi tiếng. Đây là Tân. Tân nó sợ nổi tiếng. Đây là My Idol. Đó, okay. Này idol không? Này idol luôn. Đây, qua lại. Đây là My Idol number 2. Đó, ghê. Hôm bữa fan nó gọi nó tìm em luôn. Nó kêu là sẽ gặp Sơn Vang. Sơn Vang là đâu đây? Đây anh Hoàng. Đây. Welcome. Giống security quá à. Không có đi đâu rồi. Anh Hoàng cũng làm với anh Vinh với anh Michael luôn. À. Nhưng mà anh Hoàng với nhà Forda cũng là bự không thua kém gì. Bữa nào tới với anh Hoàng nó như 2 năm nữa mới xong rồi đúng không? Chắc năm nữa thôi. Năm nữa rồi. Ok, mình đang đợi. Welcome. Nhà anh Hoàng là dưới đó bự hơn tí với Sơn Hoàng được dịp mời đi nữa. Đi nữa. Anh Kinh là thôi. Anh Kinh làm phiền những người. Nhớ là anh phải mướn những cô gái Mỹ giống vậy luôn nha. Người dữ hơn. Double D luôn á. Double D. Ok anh. Đây. Anh Đức Kèo. Đức Kèo. Hey, hello. Lại là anh Đức đây. Hello. Vô mời fan nha. Mà thích anh Đức Đèn với anh Đức lắm luôn. Gì? Đây. Son đây. Cái này. Nhiều. Yo. Nhiều gái không có hỏi mà cứ bê đê hỏi cho Sơn không à. Bây giờ fan của anh Tý đâu có con gái đâu. Oh, need to upgrade your fan base. I can't. I can't.
có bữa có mấy em nào nói có một hai em, có một hai em nói là muốn muốn quen anh áo vàng áo cam mà nó nói phải không? Ừ hay, em nghĩ nít giả đó son mấy thằng bd tạo á son cái gì đó mày á làm bất thường mày mấy em nhớ gửi mà private message nha, còn không để số phone lại á, chứ không thôi tụi anh tưởng bd tụi anh không có dám reply lại đâu. Thôi nha, với lại u nhiêu trở xuống, u nhiêu trở xuống nói luôn. U nhiêu trở xuống là sao vậy? Tuổi á, tuổi nhiêu trở xuống, nhiều khi bà già 65 tuổi nhau sao? Có lý à, có lý à, 23 trở xuống gọi là u 25 trở xuống, under 25. Thì son cỡ chừng 30 thì mấy em cỡ chừng 15-16 chắc ok á. Gì vậy? Không, nói chơi nè, cái chừng mấy em 15-16 chơi lâu ra lắm á. Ờ, cái chừng là 15-16-18 rồi. Đừng có 40-45 là không được. Đó, 45-40 để dành đất nha. Đất tính làm cái công hả? Ok, mình đi tiếp chứ hả? Mình đi cuối á. Ừ. Bye bye. Bye. Lát quay lại. Đông cưới ổng quá. Chào bạn. Bữa nào có dịp là anh tí qua anh đen vào thăm anh Hưng luôn. Yeah. Qua làm phiền anh Hưng. Đó. Anh chỉ welcome anytime bro. Anytime. Anh chỉ cắt cỏ thôi mà anh chạy Lambo. Đó. Chạy Lambo có đeo. And Eric hit house is very big. No. Nó không có để cho anh tí tới nhà đó. Yeah. The sound is not big but like twice as big. Yeah. Michael. Wow. Yes. Yes. Where you get that rumor from? No way. I will send you the link after today. Okay. Maybe you call me back, you change your mind. Thắt nhẹ cái nữa. Anh tí nói là bữa anh tí sau bữa hôm nay là quay nhà anh Michael xong rồi thằng này nó đuổi tại nhà nó bự lắm. Nhà nó gần đây mà nó ngại. Đó, đây. Đây anh Michael. Chủ nhân của nhà này. Đó, mà cũng là bất đầy của anh luôn. Cảm ơn bất đầy anh luôn. Thank you em. Anh tí chỉ ăn ké theo anh Michael thôi. Đó. Very lucky mới anh tí tới chứ. Đang làm phim tới, đang làm phim. Đang làm phim. Đó. Anh Michael anh nhại đó. Dạ Michael bự quá. Ồ, giận giận không tí. Buồn, kêu chỗ này buồn quá, xa phe phiêu của tí quá. Anh tí đâu dám chọc giận vợ anh đâu, tại vì vợ anh mà chạy trốn cái tiền không ra. Rồi nha. Chị Lan, đây là chị Lan, vậy anh Đức đó. Giờ này còn giới thiệu nữa hả? Giới thiệu nữa. Chị tên Lan, chị Lan và Vinh Đức. Chị của thằng Ti, Tiến Đô. Dạ đây là không thích chơi với, không thích đứng nhậu nhẹt, chỉ thích chơi với chị em thôi. Đó, biết rồi đó. Đó. Đúng không? Đúng bánh bèo, yeah. Có nè, thấy chưa? Học tròn đi cái học tròn. Đàm Vĩnh Hưng. Học tròn đi cái trời ơi. Đàm Vĩnh Hưng phiên bản Mỹ. Đây. Quay đôi giày hôm bữa tặng anh tí đâu dám ma đâu đụng hà. Đụng hà đó tặng anh tí đôi giày. Ma nhớ không biết sao luôn. Ừ. Đó. Nhưng mà chị thấy á, tí cũng phải thử mang đi. Chị nói thật mà. Nhưng mà tí phải mặc đồ quất. Thấy không? Có nghĩa là cái quần cũng quất, áo cũng quất, trong đầu quất cái đôi giày đó vô thì nó mới ra. Phải hết sức cái đồ quất. Ờ đồ quất. Đồ quất. Này em bự gì? Ủa mà anh Lan. Đây là vợ anh Vinh nha. Hello chị Lan, hello chị. Hello Aston. Hello. Này là như cái hồ cá bơm lên đúng không? Ờ hồ cá bơm lên nhưng mà nãy tí quên một cái để tí dắt Sơn đi. Anh tí nhìn Sơn và xuống basement lại. Cái phòng để nuôi nước cái hồ cá trên lầu nè, ok. Đây. Cái phòng đó rất là còn tí quên. Khui. Phòng này ghê lắm. Khui. Đó. Cái filter à. Ồ oh, wow, bật đèn sao vậy? Không có tự sáng ta. Phòng này đèn không tự sáng ha. Đây có đèn chứ hả? Đây là nước nuôi hả anh Tý? Đó, cái này là nuôi cái cá trên lầu của Sơn. Nhưng mà sao nuôi có đá trong đây là sao không hiểu? Thì mình nuôi bằng quả đá để nó đại khái là thì có hết, có rong luôn á. Ồ. Oh. Cái này á. Sơn không có rong luôn nè. Thấy không? Có rong luôn. Đó, thấy không? Man. Đó. Cực quá ha. Nuôi mấy cái đó. Nước biển cực quá hả? Cực. Lên cái hồ đẹp vậy mà chạm đây bên này nè, Sơn thấy không? Đó. Trời ơi. Đó, nước rồi chạy đó. Trời ơi là trời. Nuôi đá san hô luôn.
để cho cái nước nó ra có loại cái chất cát hay sao đúng không? Mấy cái máy này nó nhiệt độ rồi. Trời ơi, nãy gì không biết luôn. Man, cực quá. Mỗi lần anh Mai với anh Vinh mà qua nhà anh Tý rồi hay gì tí, anh Tý cái mời cả ngại lắm, mấy người cười không à. Anh Tý dân chơi cũng như chơi mấy anh Tý chơi nửa mùa mà không chơi cho có thích. Vì la hoài à. Thời gian đâu chăm sóc. Ồ, ở đây xe cũng ngầu ha, Audi với lại Range Rover không, đó, Cadillac đó. Đây xe của mấy người khách vô tiền. Xe của anh Tý đâu? Xe này giống xe Đức hôm bữa đó, Đó. Kho này là để ảnh để construction đó đúng không? Kho làm bằng cái phần làm bàn ghế luôn á. Ờ. Đó, cái kho đó đó. Không, AV kìa, hả không đó. Đó, Anthony Vince. Anh Tý được kho này đậu xe thôi, vậy thôi á. Mè, xong. Mè, đã quá hả? Quá trời đồ. Là anh làm bàn neo đồ luôn á hả? Anh làm đúng rồi, anh làm nhưng mà chỉ làm cho tiệm thôi. Làm cho tiệm mình thôi chứ không có làm cho khác. Ồ. Ủa gì anh Hướng nói gì? Chiếc mà em muốn mua đó. Em đi giao hàng Amazon đó. Đúng rồi, chiếc này ngầu. Ở trong ít chỗ lắm em ơi. Ở trong có 4-5 chỗ à. Xong rồi. Ờ, em xin mời Michael. Hello everybody. Michael rất là cảm ơn everybody ở đây bữa nay. Come to the open house. Even the house is not 100% done. Cảm ơn all managing partner, AV team and MV team. You guys did a good job. Thank you. Thank you to the construction team for doing all this. Without them, I can never get all this done. And mostly, my partner, Anvin, Lan, without them, this never will happen either. So, bây giờ để cho Anvin nói chuyện đi ha. Em xin mời Anvin với Lan lên. Yeah! Where Milan at? Thank you. Good evening, everyone. First of all, Vincent, I want to thank you everybody coming tonight. Normally, I do all speed, so tonight that I let my lady do speak first. Okay, guys, here. Emil, can you do speak to inform everybody for me, please? Thank you. Okay, good evening, everyone! Okay, so most of people here already know my name. However, for someone who don't know who I am, my name is Lan, and I am Vinho's wife. Okay, so first of all, I would like to take a moment to express all appreciation for the presence of everyone here for tonight. Thank you so much everyone for despite all the busy schedule, work, worries about pandemics, you know, put everything in the back and come here to celebrate the birthday of my husband Vinho, and Michael, and Doug, and Aunt Tyler Mo. Yeah! Yeah. Tyler. Where's Tyler? Where's Tyler? Come up here! Now we have each other. Yeah! Okay. But the party is not the main reason of having everyone here tonight. The main reason is about our relationship and friendship, you know? It's a great time for us to meet each other after a while to talk and share stories. Also, important reason that me, Chị Khánh, anh Michael and Vinho, anh Vinho would like to thank you all the business partners out there, you know, who always support and trusting us. You know, thank you so much for all the work that you have contributed to the company to create it where we are right now. You know, without your help, we don't think we can stand right now. Yeah!
Okay, so secondly, I wanted to express my appreciation to my office team, Anna, Helen, Ben, Kelly, and all the people who always in the back of the office trying your best to provide the best service as you can to help us to run the company like this smooth. Thank you. Okay, so thirdly, I can't really forget our construction team. And Andy, and Tony, and Jimmy, and so on. They work so hard to, you know, help us create the company, build out all the beautiful salons for us. Thank you so much for all the amazing work. Woohoo! Yes! Also, thank you, Bama, for coming to join tiệc của bên phía con. Also, Jalai Teams, thank you so much for traveling everywhere all over the world to come and see us and celebrate the party with us. And wish all of you be more successful, make more money to buy more new toys for the team. Okay, last but not least, I personally wanted to say thank you to Anh Michael, Chị Khánh, Anh Vinh Ho, especially Anh Vinh Ho, you know, for believing me and let me join the best that I could for our company. Awesome. You. Okay. Thank you so much and for being the great husband that anyone could ask for. Thank you for training me, you know, every day, every moment to be where am I right now? A strong, happy, and independent lady. Thank awesome. You. Ok, cái này em xin nói tiếng Việt nha, tại không biết nói tiếng Anh sao hết. Anh yêu, anh hãy để em và mọi người bên cạnh anh là những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên bờ biển mặt hồ á, để tập, để lọc ra một cái con sóng thịt là lớn tập vô bờ. Cái con sóng đó chính là anh. Ok, em nghĩ em không có muốn mất thời gian của anh chị nữa. Thì final line là we are here, you know, to have fun together. Happy birthday to anh Đức, anh Tý, anh Michael and my anh yêu Vinh Ho again. Wish anh more successful life filled with more laughter and more successful. Also, I also wish everyone here tonight, you know, have the best night ever. Spending time with your friends, you know, and always have a good health and good life. Thank you. Woohoo! Ok, so Michael already speak and my wife already speak. And tonight I have really, really special guest. Want to say happy birthday to Daddy and Uncle here, Milan and Vincent. Okay, Milan, Vincent, come out and say put it off. Okay, let Milan, Vincent say. Come on, come here. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle. Come join Daddy and sister. Are you coming with us for your dad's birthday?
Anthony Vincent and Vincent nha. Are you guys ready? Yeah! 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. What is that? Oh, thank you, Andy. Oh my God, you guys are so fancy. So from who is this? This is from India. Team Texas. Hold on, I want you guys to say something. Hello, everyone. This is from Team Texas. Thanks, team. Stand up. Florida. Nhào với anh nhào với chị Linh, chị Dung, and anh Diệp, chị Linh, anh Hảo, chị Ánh, who am I missing? Wow. Anh Mạnh với Thủy nữa. This is from who? Seattle. Oh, đúng không? Anh Tùng với chị Linh. This is for you guys. Wow. Thank you guys. You're welcome. Giờ thì mấy anh chị đang văn nghệ rồi nha. Tại vì đêm rồi. Đó, mà rất là đẹp, ban đêm mà rất là đẹp. Đèn đuốc everywhere. Đây. Trên đây có sân khấu. Đó, anh Đức đang làm DJ, lát nữa anh Đức chơi nha, rồi mình quay cho các bạn coi, rất là dễ thương. Một, hai, ba, vô. Trời ơi, giống đám cưới quá. Quá đông vui luôn. Anh gì vậy? Nốt đi. Mọi giới trẻ, hai anh chị em nè. Hello, hello, hello. Yo, hai anh Vinh. Anh Vinh. Hello. Ok, hiện giờ thì cũng 9:30 rồi nha. Thì mới 9:30 chứ 12 giờ cũng lé lé rồi, ok. Nhưng mà cũng quay chút xíu nữa. Rồi mình dọn nhà mình quay tiếp. Ok, ok. Ok, gặp Sơn fan the best. Được không? Nãy hát rap được không? Quá hay mà bù quá, vừa hát công nó cắn em sưng chù dù luôn nè. Sao là con chuột nó mùi nó cắn anh mà cắn em là một cục bự hơn. No, anh cắn em là anh có bầu á. Em đi qua chào tiếp rồi tiếp luôn. Hello team Texas. Texas sẽ chơi dữ quá. We go big. Ok, nói chung thì cũng đã khuya rồi, chắc cũng phải 11 giờ mấy rồi. Anh em ai cũng le le hát ok rồi, mình cũng không quay nổi luôn nha. Thôi chắc cũng chia tay từ đây nha.